Lễ hội là một nét đẹp văn hóa của dân tộc nhằm tưởng nhớ tổ tiên, người có công với cộng đồng và cũng là dịp để người dân vui chơi giải trí sau những ngày lao động sản xuất. Chính vì vậy, cần phải gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống của lễ hội để những ngày hội đúng với ý nghĩa tốt đẹp đó. Sau đây là những hình ảnh đẹp trong lễ hội truyền thống đầu xuân tại thôn Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Theo thông lệ của địa phương, cứ 3 năm một lần, thôn Quán Trạch, xã Liên Nghĩa tổ chức lễ hội truyền thống Đình Giao Trì để tưởng nhớ công lao lập đất của hai vị thành hoàng. Năm nay, lễ hội diễn ra trong ngày 15 và 16 tháng Giêng âm lịch. Đây là lễ hội còn bảo lưu được những nét văn hóa truyền thống của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Trong ngày hội làng, các gia đình dòng họ, tổ chức, cá nhân, người con xa quê, du khách thập phương tập trung về Đình Giao Trì dâng hương, dâng hoa lễ thánh. Lễ hội truyền thống Đình Giao Trì thôn Quán Trạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dân gian ở cả phần lễ và phần hội theo nghi thức cổ truyền. Trong đó, đặc sắc nhất là nghi thức rước kiệu đi vòng quanh làng, mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân cả năm làm ăn thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Mục đích của tổ chức lễ hội thứ nhất là ôn lại cái truyền thống cổ truyền của cha ông để lại. Mục đích thứ hai là cũng tạo ra cái không khí vui tươi, đoàn kết trong nhân dân. Chúng tôi rất là phấn khởi. Tất cả toàn dân là ai cũng nô nức để đến cái lễ hội này. Chúng tôi chuẩn bị rất là chu đáo, bài bản và tất cả mọi chương trình là chúng tôi đã vào kịch bản hết cả rồi. Hội làng còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống khác như tế nam nữ. Thôn Quán Trạch bảo lưu và gìn giữ được đội tế nam và đội tế nữ thực hành nghi lễ theo cổ truyền được truyền từ đời này sang đời khác. Phần hội là không gian của các trò chơi dân gian vui khỏe, mang tính giải trí. Đi cầu kiều, bắt vịt dưới ao, bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập niêu. Các trò chơi dân gian này thu hút đông đảo người dự hội tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu xuân năm mới. Hôm nay mình được tham dự lễ hội của làng và làng có tổ chức những trò chơi dân gian và như đập liêu này, cầu kiều rồi bịt mắt bắt dê và mình đã cảm nhận thấy là rất là vui và thôn làng đã giữ lại được những cái trò chơi truyền thống. Như hội làng được tổ chức là duy trì được những nét văn nghệ của các cụ ngày xưa, đầu xuân phấn khởi để cho nhân dân là được tham gia. Trong hai ngày lễ hội còn tổ chức triển lãm sinh vật cảnh, quy tụ hàng trăm tác phẩm cây cảnh độc đáo, đẹp mắt của các nghệ nhân sinh vật cảnh xã Liên Nghĩa. Lễ hội Đình Giao Trì thôn Quán Trạch diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, bảo lưu được những giá trị truyền thống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống uống nước nhớ nguồn. Mặt khác, mang ý nghĩa giữ nét văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện đại ngày nay.